Xin chào, hôm nay Tùng đang có mặt tại một cái trang trại của một người bạn ở Long Thành, Đồng Nai. Thì trang trại này có rất là nhiều loại trái cây. Mình đang tham quan một cái khu vực trồng sung Mỹ. Sung Mỹ này thì nó rất là khó trồng ở Việt Nam, nhưng mà anh đã nghiên cứu và đem về đây trồng được. Và hiện tại mình đang đứng xung quanh mình là những cái cây đã thương phẩm rồi. Thì một ký hiện tại bây giờ anh xuất ra thị trường là khoảng gần 350.000 một ký. Thì những cái trái như thế này thì khoảng 12 trái một ký. 12 trái một ký. Thì hiện tại anh trồng khu vực này khoảng 15 hecta. Thì trong cái riêng cây sung Mỹ này nó có khoảng 4 lốc là trồng sung Mỹ. Thì một cái lốc thì nó to bằng như thế này. Nó to lớn rộng vậy nè. Thì cái trái sung Mỹ này nó rất là giàu dinh dưỡng, đặc biệt là giàu canxi. Nó rất là tốt cho những người phụ nữ mang thai. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho mọi người đi tham quan một số sâu hơn vô một cái vườn. Cái cây này rất là tốt đó. Ở bên này khu này là mới trồng thôi. Nhưng những cái này là đang ghép cây để mà cắt ra để mà chiết ra như những cái chậu như này để trồng cây con ra cây con. Trời ơi, cái vỏ này nó xinh đó đâu, cái trái bự. Đây là chỉ có 3 trái mà to như thế này. Đây cái bàn tay đấy, 3 trái nằm trên một cái bàn tay. Thì là 12 trái này là khoảng 1 kg. Thì rất là tuyệt vời. Đây. Nếu mà buổi sáng mình ăn khoảng 2 trái chắc khỏi cần ăn sáng luôn. Tại vì cái lượng canxi của nó rất là. Đây, mình sẽ tách ra cho các bạn coi. Rất là mềm và rất là ngon thanh. Mình có thể ăn luôn tại vườn, tại vì đây là một cái vườn nhà vườn trái cây sạch mà. Tuyệt vời. Rất là ngon.